Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang được tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, sau khi lũ lụt bùng phát ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, miền Nam Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những mối đe dọa. Siêu bão số 9 đang tiến vào Quảng Đông, nhiều nơi ở Mai Châu hứng chịu lũ lụt vào ngày 25 tháng 9. Bão số 9 đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông và Phúc Kiến vào ngày thứ 6, thậm chí có thể hình thành tình trạng 3 cơn bão. Theo truyền thông Quảng Đông đưa tin, tối ngày thứ 3, mưa lớn đã xảy ra ở Mai Châu, Quảng Đông. Lũ lụt xảy ra nhiều nơi trong thành phố ngập trong nước. Một chiếc xe chở 4 người ở huyện Ngô Hòa bị lao xuống sông và một người đã được cứu. Trang tin Thời tiết Quảng Đông tối ngày 25 tháng 9 đưa tin, tâm bão số 9 năm nay nằm trên biển cách huyện Lai, Quảng Đông khoảng 485 km về phía đông nam. Có thông tin cho rằng bão số 9 sắp di chuyển vào phía đông bắc Biển Đông và dần dần tiếp cận bờ biển từ phía đông Quảng Đông đến phía nam Phúc Kiến, có khả năng sẽ đổ bộ dọc theo biển Hui Lai, Quảng Đông và Hồng Kông. Trong ngày thứ 6, cấp bão mạnh hoặc cấp siêu bão cũng có thể di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam ở vùng biển ven bờ phía đông Quảng Đông, sẽ có gió mạnh và mưa lớn ở khu vực biển và ven biển phía đông Nam Trung Quốc trong 3 ngày tới. Ngoài sự tồn tại của bão số 9 và bão số 11 ở Tây Bắc Thái Bình Dương, cả hai đều đang tiến vào Trung Quốc. CCTV News dẫn lời giới chuyên gia vào tối ngày 25 tháng 9 cho rằng một cơn bão mới có thể hình thành ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Hai ngày tiếp theo hình thành một cơn bão khác, tình hình sẽ là 3 cơn bão. Đồng thời, sau lũ lụt ở Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc, Giang Tô, Hồ Nam, Chiết Giang và các tỉnh khác gần đây đã hứng chịu mưa bão và lũ lụt lớn. Hôm thứ Hai, 8 tỉnh trong đó có Hắc Long Giang tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão xanh, đợt thách thức lũ lụt mới ập đến. Thông tin từ cơ quan khí tượng cho thấy, do ảnh hưởng của xoáy lạnh Đông Bắc, khu vực Đông Bắc Trung Quốc, miền Trung và Bắc Bắc Trung Quốc, miền Đông Trung Quốc trong 3 ngày tới sẽ có mưa dông kèm theo mưa vừa đến to ở các địa phương. Các khu vực nêu trên kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió mạnh hoặc mưa đá. Kể từ cuối tháng trước, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bị thẩm vấn về việc xả lũ để bảo vệ Bắc Kinh và Tân Khu Hùng An, khiến nhiều người ở Hà Bắc bị ngập trong đêm và hàng nghìn người dân phải chịu cảnh ngập lụt trong đêm. Sự bất bình và biểu tình của người dân đã nổ ra ở nhiều nơi về các vấn đề như chính thức xả lũ không báo trước, tuyên truyền sai sự thật, đền bù vô lý. Ngoài ra, tuần trước, lũ quét còn xảy ra ở huyện Tuấn Dương, tỉnh Lương Sơn, Tứ Xuyên. Theo tin tức, ngày thứ Tư cho biết, khi xảy ra sự cố có 201 người có mặt tại công trường xây dựng đường cao tốc địa phương ven sông, lũ quét khiến 4 người chết và 48 người mất tích. Vì sự việc diễn ra quá lâu nên nhiều cư dân mạng cho rằng 48 người mất tích còn lại khó có khả năng sống sót. Một số cư dân mạng tiết lộ địa phương trước đó đã biết số lượng lớn người mất tích nhưng đã dập tắt tin tức này. Thưa quý vị, sáng sớm ngày thứ Bảy, bão Sula, cơn bão số 9 trong năm nay đổ bộ vào Chu Hải, Quảng Đông, sau đó đổ bộ vào đảo Hai Linh ở Dương Giang, Quảng Đông vào buổi chiều. Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông ngày thứ Bảy cho biết, vào khoảng 13 giờ 50 phút cùng ngày, bão số 9 lại đổ bộ vào đảo Hà Linh ở Dương Giang, Quảng Đông. Khi đổ bộ, sức gió tối đa gần tâm là 10 độ Richter. Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày thứ Bảy, bão số 9 đã đổ bộ vào quận Kim Loan, dọc bờ biển phía nam Chu Hải, Quảng Đông, với sức gió trung tâm đạt cấp 14 sau khi đổ bộ vào đất liền. Bão số 9 suy yếu từ cấp bão mạnh xuống cấp bão cuồng phong. Cư dân mạng Quảng Đông cho rằng cơn bão vào ra qua cổng thành và có chuyến lưu diễn hòa nhạc không. Chiều ngày 25 tháng 9 đi làm về sớm mà vẫn chưa dám ra ngoài. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, Cục An toàn Hàng hải Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông tuyên bố rằng do bão số 9 có khả năng đổ bộ vào Trạm Giang dưới dạng bão nhiệt đới vào khoảng sáng ngày Chủ nhật. Trạm Giang hiện đã kích hoạt một ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đối với bão nhiệt đới. Đài quan sát khí tượng Trung ương Đại lục dự đoán từ 2 giờ chiều ngày thứ Bảy đến 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, dưới ảnh hưởng của bão số 9, Tây Bắc Biển Đông, phía Đông Vịnh Bắc Bộ, eo biển Kinh Châu, bờ biển miền Trung và miền Tây Quảng Đông,
bờ biển phía Nam Quảng Tây, bờ biển phía Bắc Hải Nam và cửa sông Châu Giang, Hồng Kông và Macau sẽ có gió mạnh cấp 6, 8 và giật cấp 9, 10. Sức gió trên mặt biển hoặc khu vực gần tâm bão số 9 là 11, 12 cấp. Gió giật 13, 14 cấp. Ngoài ra, tỉnh Phúc Kiến còn hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9. Tờ tin tức Bắc Kinh ngày thứ Bảy đưa tin mưa lớn đã đổ xuống nhiều nơi ở Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến vào ngày thứ Sáu. Nhà cửa của người dân bị ngập, đất nông nghiệp bị ngập, một số đoạn đường nước lũ ngập tới tận bụng người, một số nhà trọ thậm chí còn bị cuốn trôi. Theo đài quan sát khí tượng Trương Châu, vào ngày thứ Bảy ở Trương Châu vẫn còn mưa to đến nặng hạt. Thưa quý vị, những ngày mưa xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi ở Quảng Đông, phá kỷ lục khí tượng địa phương. Một số hồ chứa ở Thâm Quyến đã bắt đầu xả nước lũ và một số khu vực đã tích tụ nước sâu tới 2-3 mét. Bão đi đến đâu là nhà sập, mất điện, đường xá sụp đổ, mọi thứ đều bị tàn phá. Người dân địa phương háo hức kêu gọi sự giúp đỡ trực tuyến, nhưng hiện tại hầu hết họ đều cố gắng tự cứu mình và chưa có biện pháp giải cứu cụ thể chính thức nào. Theo truyền thông đại lục đưa tin, từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Sáu, miền Đông Quảng Tây và đồng bằng sông Châu Giang đã hứng chịu những đợt mưa lớn từ mưa to đến mưa rất to và mưa lớn cục bộ, trong đó có thị trấn Cao Đản, Huệ Đông, quận Huệ Châu ghi nhận lượng mưa tối đa của tỉnh là 1.034,4mm, phá kỷ lục lịch sử. Lũ lụt hoành hành ở Sán Đầu, Yết Dương, Huệ Châu, Thâm Quyến, Đồng Quảng, Trung Sơn và những nơi khác khiến mực nước nhiều con sông như sông Lạc Hà và sông Liên Giang dâng cao nhanh chóng, dẫn đến lũ lụt vượt mức cảnh báo. Trong đó, mực nước đoạn sông Thông Ngô thuộc quận Triều Dương, thành phố Sán Đầu, thông Liên Giang lúc 19 giờ là 16,11m, vượt mực nước đo cao nhất trong lịch sử. Từ 20 giờ ngày thứ Ba đến 15 giờ ngày thứ Tư, thành phố Sán Đầu cũng xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa trung bình toàn thành phố là 163mm. Trong số đó, lượng mưa ở một số khu vực thuộc quận Triều Dương và Triều Nam thậm chí còn lên tới hơn 200mm. Lượng mưa lớn nhất của thành phố là 360mm tại thị trấn Tây Thành, quận Triều Nam. Trong số đó, Phú Ninh đã bị ngập lụt suốt 24 giờ và thị trấn Trạng Long đã trở thành một quốc gia đầm lầy. Kể từ đêm ngày thứ Ba, 19 hồ chứa nước ở Thâm Quyến lần lượt xả lũ. Blog chính thức của Cục Khí tượng Thâm Quyến cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi Thâm Quyến có hồ sơ lịch sử khí tượng cho thấy có mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ trong 2 ngày liên tiếp. Trong số đó, lượng mưa 24 giờ ở Buji, quận Long Cương đạt 414,1mm, vượt mức cực trị kể từ tháng 8 năm 1952. Nhiều người dân địa phương đã đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp trên Internet. Xin hãy chuyển tiếp loại tin tức này. Một số tin tức liên quan đã bị chặn với thế giới bên ngoài, chính vì vấn đề tham nhũng trong quản lý thoát nước mà lũ lụt đã xảy ra. Đội cứu hộ tự tổ chức đã chiến đấu gần 24 giờ đồng hồ, yêu cầu lực lượng cứu hộ từ bên ngoài tiếp viện càng sớm càng tốt, dù sao nguồn cung cấp có hạn, xin các bạn làm ơn. Ngày 25 tháng 9, một cơn mưa đã làm ngập toàn bộ Sán Đầu, 1/3 trong số đó đã ngập đến nóc nhà. Nhưng từ ngày hôm qua không có tin tức gì. Theo báo cáo, những vấn đề tầm thường liên quan đến những người nổi tiếng khác đang được tìm kiếm sôi nổi. Một thành phố bị ngập lụt mà không ai quan tâm đến nó. Thật đau lòng, mới đây mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến người dân 26 tỉnh. Việc xả lũ đồng thời ở thượng nguồn sông Dương Tử và sông Hoàng Hà đã khiến tình hình thiên tai trở nên trầm trọng hơn. Vào ngày 1 tháng 9, Chúa lại nổi giận và mưa lớn, sông bão, mưa đá, lũ quét lở đất đều đổ bộ vào Trung Quốc. Vừa qua, mưa lớn liên tục ở Kỳ Vạn, Trùng Khánh đã gây lở đất đã chặn đường cao tốc Trong Hui - Quang Sen ở đoạn Kỳ Vạn thuộc đường cao tốc vành đai 3 S010 của Trùng Khánh, làm gián đoạn giao thông hai chiều. Những trận lở đất mạnh đến mức mọi thứ họ đi qua đều bị cuốn đi. Đoạn video trực tiếp cho thấy nước mưa cuốn theo một lượng lớn cát trượt xuống núi lao xuống đường, lan can giữa đường bị trực tiếp đẩy xuống nhấn chìm. Một số cư dân mạng cho rằng khi trời nổi giận đã xảy ra bão dữ dội ở Trùng Khánh và Bắc Kinh, mưa lớn ở Trùng Khánh gây lở đất mạnh kinh hoàng. Theo trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh, do ảnh hưởng của mưa lớn, một vụ lở đất đã xảy ra ở đoạn km 16+400m. Thuộc đoạn K1 của đường cao tốc vành đai 3 Trùng Khánh S0101 theo hướng từ Thông Hội đến Vạn Sinh với diện tích lở đất khoảng 10.000m2. Gần đây, nhiều nơi ở Trùng Khánh xảy ra những trận mưa xối xả liên tục, đất ở một số vùng bị bão hòa, dễ xảy ra các thảm họa địa chất như lở núi, lở đất.
Trên mạng đưa tin, cộng đồng Vịnh San Hô Trùng Khánh 2 đã nhận được thông báo từ Cục Tài sản yêu cầu chuẩn bị phòng chống lũ lụt dưới tầng 4. Ước tính mực nước lũ năm nay sẽ lên tới khoảng 193 mét khối vào năm 1981. Ngoài mưa liên tục trên toàn lưu vực sông Dương Tử, lưu vực sông Hoàng Hà đã bước vào mùa lũ. Hồ chứa Seong Dang Ji ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã bắt đầu xả lũ với tốc độ 5.520 mét khối trên giây vào 2 ngày trước. Xả lũ ngày 25 tháng 9 gia tăng, lũ tràn về phía Nam làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu. Chiều cùng ngày, mực nước trạm thủy văn thành phố Lan Tây thượng nguồn sông Tiền Đường đã chạm mức nước cảnh báo 28 mét. Đêm đó, cơ quan chức năng khẩn trương thông báo lũ số 1 trên địa bàn thành phố sông Tiền Đường năm nay đã hình thành và kích hoạt báo động khẩn cấp cấp 4. Bị ảnh hưởng bởi đợt xả lũ, thành phố Nghi Xương cách đập Tam Hiệp 40 km về phía hạ lưu đã bị nhấn chìm ở nhiều nơi kể từ 3 ngày trước và gần như toàn bộ thành phố chìm trong nước. Thành cổ Phượng Hoàng thuộc tỉnh Hồ Nam đã biến thành một vùng đầm lầy. Những con đường của thành cổ xinh đẹp ngày xưa ngập nước đi lại rất khó khăn. Nhiều nơi trong nội thành ngập sâu đến thắt lưng, nhiều ô tô chết máy bị ngập trên đường phố. Người dân địa phương cho biết đây là trận lũ tồi tệ nhất trong khu vực trong vòng 50 năm qua và gây thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo chính thức, mưa xối xả có thể không ngừng, dự đoán có thể kéo dài ít nhất 10 ngày. Các vành đai mưa chính là từ lưu vực Tứ Xuyên đến các khu vực Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán và phía Bắc Giang Nam. Cần chú ý đến thời tiết đối lưu mạnh ở địa phương như dông bão, gió mạnh. Đài quan sát khí tượng Trung ương sẽ tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 6 giờ ngày 25 tháng 9. Mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở một số khu vực phía Nam lưu vực Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, hầu hết Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây và trung tâm Hồ Nam, các khu vực miền Trung Nội Mông, miền Đông Sơn Tây, miền Nam Sơn Đông, miền Trung và miền Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy sẽ có từ 8 đến 10 cơn dông kèm theo gió mạnh hoặc mưa đá. Các khu vực phía Nam Sơn Đông, miền Trung và miền Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn từ 30 đến 50mm. Trong 2 ngày tới, rủi ro khí tượng lũ quét và thảm họa địa chất ở phía Đông Nam Trùng Khánh, Tây Nam Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam và Tây Quý Châu sẽ ở mức cao, đồng thời rủi ro khí tượng về lũ siêu cảnh báo trên các sông cũng sẽ tương đối cao. Ngoài ra, những ngày gần đây, khu vực Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và các nơi khác cũng sẽ có đợt mưa. Một số khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc sẽ có mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông bão, gió mạnh và mưa đá. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!